Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Tanhico. Những ngày vừa qua tụi em nhận được mấy cái gọi là câu hỏi của khách hàng thường hay hỏi em ơi, anh mua những cái ron của những cái ổ bi súng hoặc là những ổ bi của đầu dây phun cao áp, bây giờ anh muốn thay ron phải làm sao, anh có thể lên công ty em như thế nào hay sao đó, hoặc là anh gửi dây lên hoặc là anh gửi súng lên để cho mình thay. Thì thưa anh chị đến là tụi em đón, nhưng những cái này thực chất mình rất dễ thay thế. Ở đây em có những cái loại như là súng ngắn nè, súng dài nè. Còn cái này là cái đầu cái nói nhanh lớn của thằng dây cao áp, cũng như là những cái đầu ra của máy cao áp. Thì ở đây em sẽ chia sẻ cho anh chị về cách thay những cái ron của những cái ổ nói nhanh như thế này tại nhà rất là nhanh chóng. Rồi bây giờ em xin phép được thao tác. Anh chị có thể tìm thấy một cái vật nhọn mỏng, ví dụ như là cây tăm, cây nặng mụn hay là đồ móc lỗ tai như thế nào đó. Ở đây thì em tìm được một cái kéo này, cái đầu nó cũng mỏng này. Rồi bây giờ sẽ tháo cái ron trong đây ra. Cần để vô chỉ xoay nhẹ thôi là cái ron sẽ bật ra. Nhưng phép quay qua xíu nha, tại để bên đó em không có thấy. Mình dứt nó ra làm lấy được. Ở đây em sẽ quay cái ổ lớn cho anh chị dễ xem, tại vì cái ổ nhỏ của cái thằng súng cũng y chang như vậy. Khi mình lắp vào mình lắp như thế nào ạ? Thì thưa anh chị, ở đây mình có thể nhìn sâu vô. Ở đây em lấy cái ổ lớn đó cho mình dễ nhìn những cái góc cạnh trong đây nha. Như là ở đây đây, anh chị thấy nó có một cái gờ đó, để là mình giữ cái ron lại. Khi thay mình bỏ vô, bỏ dọc vô như thế này, bắt đầu xéo một chút, mình đẩy xuống. Để làm gì ạ? Để có một cạnh của cái ron nó sẽ vào được cái bên chỗ đệm như này. Tiếp theo đây, mình nhận từ từ thôi là nó vô. Vô xong rồi mình làm bước cuối, mình kiểm tra, mình dò xung quanh. Anh chị lưu ý giùm em là mình làm nhẹ nhàng thôi nha, chứ đừng có thọc máy mạnh quá, thọc vô ngay giữa cái ron là coi như hư đó. Mình để ngay xéo xéo bên cạnh này một chút nè, hồi nãy giờ mình thử nhẹ làm nó ra. Khi mình thay vô thì cũng nhẹ nhàng thôi, thay xong rồi mình dò lại cho nó tròn, nó đẹp là xong, đỡ mất thời gian của anh chị khi mà phải đem lên đồ các thứ, với gửi chành gửi này kia rất là bất tiện cho mình đó. Thì những cái lỗi như thế này á, mình có thể xử lý tại nhà rất là nhanh gọn, đỡ tốn thời gian. Hẹn gặp các anh chị trong những cái clip sau về những cái thắc mắc, những câu hỏi về thiết bị rửa xe, những cái lỗi thường gặp. Nếu anh chị thấy thông tin này bổ ích thì cho công ty em xin một like, một share để có động lực làm những cái clip tiếp theo. Hẹn gặp anh chị.